Từ ngày 1 tháng 7, lực lượng cảnh sát giao thông triển khai kiểm tra giấy tờ của người đi đường thông qua ứng dụng VNEID. Điều này sẽ giúp cho người dân thuận tiện hơn khi không phải mang nhiều giấy tờ khi tham gia giao thông. Theo thông tư số 28, từ ngày 1 tháng 7, người dân được xuất trình thông tin các giấy tờ liên quan đến người lái và xe cho lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra xử lý. Cũng theo thông tư mới này, trong quá trình xử lý, nếu người vi phạm xuất trình giấy tờ qua VNEID, lực lượng chức năng sẽ tạm giữ giấy tờ trên môi trường điện tử. Chỉ một thao tác nhanh gọn, thuận tiện là mở ứng dụng VNEID và xuất trình bằng lái xe điện tử đã tích hợp, người dân cảm thấy thuận tiện hơn do tránh được trường hợp bị quên hay bị mất giấy tờ. Theo quy định, người có thẩm quyền tạm giữ giấy tờ trên môi trường điện tử sẽ cập nhật thông tin về việc tạm giữ giấy tờ trên hệ thống cơ sở dữ liệu và đồng bộ với VNEID. Từ đó, người vi phạm, chủ xe có thể theo dõi, chấp hành các quy định. Việc này cũng phục vụ các lực lượng chức năng có thẩm quyền kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Với những trường hợp chưa thực hiện tích hợp hay chưa được xác thực VNEID, lực lượng cảnh sát giao thông vẫn sẽ tiến hành lập biên bản và tạm giữ giấy phép lái xe.